Sáng nay, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, đón tiếp đoàn luật sư Helen Ray Quangusa, Chủ tịch Hội đồng quản trị quốc tế Action S quốc tế đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố. Hai bên trao đổi tiếp tục nghiên cứu năm nội dung hợp tác để góp phần thúc đẩy thành phố Cần Thơ nói riêng, đồng bằng sông Cửu Long phát triển thịnh dưỡng. Thời gian qua tại thành phố Cần Thơ, tổ chức Action S Việt Nam đã tiến hành thực hiện dự án tập trung vào các lĩnh vực biến đổi khí hậu, phát triển nông nghiệp bền vững, hướng đến các đối tượng yếu thế như phụ nữ trẻ em và gia đình nghèo giúp họ thoát nghèo và xây dựng cuộc sống tốt hơn. Bên cạnh đó, tổ chức Action S Việt Nam đã hợp tác với trường đại học Cần Thơ triển khai dự án quản lý chất lượng nước mặn có sự tham gia của cộng đồng tại đồng bằng sông Cửu Long và dự án nâng cao kiến thức về phòng chống quấy rối tình dục cho sinh viên. Qua trao đổi, nổi lên 5 vấn đề lĩnh vực về biến đổi khí hậu, nông nghiệp bền vững, người nghèo, trẻ em, chuyển đổi số, cần tiếp tục nghiên cứu hợp tác. Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện mong tổ chức Action S Act quốc tế đồng hành góp phần thúc đẩy thành phố Cần Thơ, đồng bằng sông Cửu Long phát triển thịnh dượng. Lãnh đạo thành phố giao sở ngoại vụ làm đầu mối liên kết các sở ngành tham mưu nghiên cứu hợp tác.